sau khi trọng tài người Hàn Quốc Hyung Jin Ko thổi còi bắt đầu trận đấu. Cúc đã dồn lên tấn công và Tom Rozic đã nhanh chóng đưa được bóng vào lưới thủ môn Tấn Trường ở phút thứ nhất. Nhưng sau khi trọng tài tham khảo VAR đã hủy bỏ bàn thắng vì lỗi việt vị. Những phút tiếp theo, Úc áp đảo hoàn toàn với hơn 60% thời gian kiểm soát bóng. Và Việt Nam thậm chí không có được cú sút nào nguy hiểm thật sự. Dưới sức ép kinh khủng của đội tuyển Úc, điều gì đã đến phải đến ở phút 30? Bắt nguồn từ đường truyền rất tốt của Tom Rozic. Tiền đạo 28 tuổi Jamie McLaren trong tư thế không ai kèm đã thoải mái bật cao. Đánh đầu tung lưới thủ môn Tấn Trường ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho tuyển Úc. Sau khi có được bàn thắng giải tỏa áp lực tâm lý, tuyển Úc thi đấu thoải mái hơn. Và tạo ra khá nhiều tình huống sóng gió về phía khung thành thủ môn Tấn Trường. Nhưng phải đến phút 45+2 Úc mới có bàn thắng nhân đôi cách biệt. Đó là tình huống phản công nhanh của tuyển Úc sau khi Việt Nam bất thành. Tiền vệ Tom Rozic đã phá bẫy việt vị thoát xuống dứt điểm lạnh lùng hạ gục thủ môn Tấn Trường nâng tỷ số lên 2-0. Đầu hiệp 2, huấn luyện viên Park Hang-seo đã tung cùng lúc ba cầu thủ Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Thành Trung và Nguyễn Công Phượng vào sân. Sự điều chỉnh này đã khiến cho lối chơi của tuyển Việt Nam trở nên sắc bén hơn và tạo ra khá nhiều cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên tất cả cơ hội đều trôi qua trước mũi giày của Công Phượng Tuấn Hải. Không ghi được bàn thắng, Việt Nam đã phải nhận thêm bàn thua ở phút 72. Từ đường truyền dài vượt tuyến của thủ môn Matthew Ryan, tiền đạo 30 tuổi Greg Goodwin thoát xuống dứt điểm hạ gục thủ môn Tấn Trường nâng tỷ số lên 3-0. Chỉ 4 phút sau, mảnh lưới của Việt Nam lại rung lên. Và người lập công là tiền vệ Riley McGree vừa vào sân thay người, đã tung cú sút hiểm hóc từ ngoài vòng cấm ghi bàn nâng tỷ số lên 4-0. Đây cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu.